Thưa quý vị, dù đã hết kỳ nghỉ Tết, nhiều người bắt đầu rời quê hương quay trở lại các thành phố lớn để làm việc. Tuy nhiên thì do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên lượng người về quê trong dịp trước Tết không đông. Vì thế mà tình hình tàu xe đi lại dịp sau Tết không căng thẳng như những năm trước. Ghi nhận của phóng viên thời sự trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, Đà Nẵng. Nếu như những năm trước đây, trên đường tránh Nam Hải Vân trong thời gian này, lượng xe khách vào các tỉnh phía Nam tăng đột biến. Năm nay do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên hành khách về quê ngại đi xe khách và hạn chế tiếp xúc đông người, nên chuyển sang thuê xe khứ hồi hoặc sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển. Những ngày qua có mặt tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân, chúng tôi ghi nhận các ô tô dưới 7 chỗ ngồi hoặc mô tô xe máy di chuyển về phía Nam khá đông, còn loại xe trên 16 chỗ ngồi rất thưa thớt. Hôm nay công an xử lý vi phạm về dư hai người thì có một phụ nữ thì bế một em trẻ nhỏ thì đón xe ở Huế. Và trong mùa dịch phương tiện đi đón khách đón xe khó khăn nên là thấy móc xe chúng tôi cho hóa giang lại ngã tư Tý Lan họ xuống ạ. Nên là có dư hai khách là một người lớn và một em bé là bế thăm con. Trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhân cho biết trong thời gian trước, trong và sau Tết Nhâm Dần, lượng ô tô khách tuyến cố định đi qua địa phận Đà Nẵng giảm hơn 30% so với năm ngoái. Tuy vậy, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố vẫn đảm bảo an toàn giao thông trên đường, duy trì chốt chặn kết hợp với camera giám sát trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện các lỗi chạy quá tốc độ, lấn làn đường, vượt đèn đỏ, các lỗi thường tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung kiểm tra các cái phương tiện xe khách, nhất là cái việc mà coi như là chở khách quá số lượng theo quy định. Thì qua kiểm tra thì đến thời điểm này thì cái việc các cái phương tiện chở khách tương đối là ít để thực hiện phòng ngừa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và cũng như là phòng ngừa tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trên. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông còn phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tuần tra trên đường nhằm phát hiện xử lý xe quá khổ, quá tải, xe chạy không đúng tuyến đường đăng ký, qua đó chấn chỉnh nghiêm hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.